Bản tin COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp sáng ngày 31 tháng 7. Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 31 ca mắc COVID-19. Trong đó có 10 ca tại cơ sở cách ly y tế tập trung, 3 ca tại khu vực phong tỏa, 18 ca trong cộng đồng phát hiện qua test nhanh sàng lọc. 18 ca trong cộng đồng có địa chỉ ngụ tại thành phố Sa Đéc, 12 ca. 1 ca ngụ ở khóm Tân Hòa, phường An Hòa, 1 ca ngụ ở khóm Hòa Khánh, 2 ca ngụ ở khóm 2, phường 2, 1 ca ngụ ở khóm 2, phường 3, 1 ca ngụ ở ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Đông, 6 ca ngụ ở ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông. Tại huyện Lai Dung có 1 ca ngụ tại ấp Long Định, xã Long Thắng. Huyện Châu Thành có 2 ca ngụ ở ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung. 2 ca do Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò phát hiện thông qua test sàng lọc, ngụ ở ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Và 1 ca thông qua test nhanh sàng lọc tại Bệnh viện Mắt Quang Đức, địa chỉ tại ấp Tân Thuận, xã Tân Quế, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tính đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh cộng dồn là 3.018 ca. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, nguồn Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp.